Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài là Chúa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đường chân ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho đời ai. Thưa Ngài Theophilo đáng kính, có nhiều người đã ra công soạn bản tường thuật những sự việc đã được thực hiện giữa chúng ta. Họ viết theo những điều mà các người đã được chứng kiến ngay từ đầu và đã phục vụ lời Chúa truyền lại cho chúng ta. Tôi cũng vậy, sau khi đã cẩn thận tra cứu đầu đuôi mọi sự, thì thiết tưởng cũng nên tuần tự viết ra để kính tặng Ngài. Mong Ngài sẽ nhận thức được rằng giáo huấn Ngài đã học hỏi thật là vững chắc. Được quyền năng thần khí thúc đẩy, Đức Giêsu trở về miền Galilê và tiếng tăm người đồn ra khắp vùng lân cận. Người giảng dạy trong các hội đường và được mọi người tôn vinh. Rồi Đức Giêsu đến Nazareth, là nơi người sinh trưởng. Người vào hội đường như người vẫn quen làm trong ngày Sa-bát và đứng lên đọc sách thánh. Họ trao cho người cuốn sách ngôn sứ Isaiah. Người mở ra gặp đoạn chép rằng: Thần khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã sức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo tin mừng cho kẻ nghèo hèn. Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết, họ được tha. Cho người mù biết, họ được sáng mắt. Trả lại tự do cho người bị áp bức, công bố một năm hồng ân của Chúa. Đức Giêsu cuộn sách lại, trả cho người giúp việc hội đường, rồi ngồi xuống. Ai nấy trong hội đường đều chăm chú nhìn người. Người bắt đầu nói với họ: Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh quý vị vừa